Thưa quý vị, nguồn nước ngầm trong sinh hoạt tại xã biên giới Tân Hòa, huyện Tân Châu được đánh giá là bị nhiễm phèn nặng. Mặc dù đã được đầu tư 3 công trình cấp nước, thế nhưng công suất chỉ đáp ứng chưa được 1 phần 3 số hộ dân tại địa phương. Do đó, nhiều hộ vẫn phải tiếp tục sử dụng nguồn nước nhiễm phèn. Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước cầu Sài Gòn 2, hệ thống có công suất thiết kế 2.300 m3 một ngày đêm với các hạng mục như xây dựng hồ chứa nước thô, cụm xử lý, nhà điều hành, nhà bơm cấp 2, bể chứa nước sạch, hệ thống điện nguồn cấp điện hoạt động cho toàn bộ trạm bơm mở rộng mạng lưới tuyến ống. Đến tháng 9 năm 2023, công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng do có vị trí nằm cạnh bờ hồ dầu tiếng, thế nên nguồn nước thô cung cấp cho công trình này sẽ không còn phụ thuộc vào nguồn nước do công ty xi măng Fico cung cấp như trước đây, từ đó sẽ đảm bảo cung cấp đủ lượng nước sạch cho các hộ dân tại địa phương. Chỉ sau 2 tháng đưa vào vận hành, hiện đã có hơn 1.300 hộ sử dụng nguồn nước đạt chuẩn từ công trình này. Số hộ sử dụng cũng đang có xu hướng tăng dần theo thời gian.